Mẹ con mày mô đôi ra đi chờ bên cá tao đi. Hả? Mô đôi, mẹ con mô đôi ra đi chờ bên cá đi. Ôi. Quá trời luôn cậu. Wow. Hả? Chép chép chép. Cá chiên. Bố ơi. Ê. Thấy chưa? Thanh quả còn một ngay hai chú cháu. Đó. Sau một ngày một buổi sáng hai thầy trò Minh Nguyễn à. Con gì đấy? Cá lóc nè. Con gì hả? Con cá. Hai con luôn. Hai con cá lóc. Hai con cá lóc. Một con cá chép nhưng mà thả lỗ quay. Thả lỗ quay. Cho nên thì mình cá đi cơ. Rồi hai lấy con nào ở quên thả lấy con nào về ăn đây đấy nè. Hai à? Lấy 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 cá với em. Hả? Lấy bố lấy mẹ mà đó kêu mẹ đó mà đưa đưa. Đưa thông. Lấy chiếc khóa quên đi. Em ơi. Ơi. Nói chung là cái lưới nhỏ mà thả thì cá vào phí này không có sức bơ. Kinh khủng luôn. Có cái tay lấy bự á. Mà. Thật lá từ cá vào phí luôn này. Cha ta đang về ta muối. Lấy bự được cá bự, cá nhỏ. Rồi đem ra mặn đây. Để cho cái ấy đi. Kêu ấy đi, mình cá to đi ấy. Con cá nhỏ mấy người ấy cho người ta. Kêu kêu mấy người thân lên. Hả? Chạy luôn. Có giăng nước có 2 phần rưỡi. Quynh ơi, Ngọc ơi. Lấy cái ấy á. Cái cá này này. Cái này ngoài ta gọi là cá cơ. Cái này xay làm chả ngon. Nhiều cá khí ạ. Lấy cái câu đấy. Ngoài nhà tôi gọi cá cơ. Cơ. Xay làm chả cá. Không lấy cái câu đi, lấy cái câu bỏ. Để con cá đầu phi này mấy đứa nào lấy thì lấy. Này. Kéo lấy điện thoại kéo con thương lấy con nào lấy. Đưa lấy vài con đi về. Để cho tôi tính vài con. Hả? Cô thương chắc bữa nay đi làm. Lấy cái bỏ mấy con cá này đi đi đi. Xay ra làm chả cá. Ờ đúng rồi. Làm chả cá này làm chả dai lắm. Cùng lên hai người ok không? Hả? Hai người ok. Ok. Không? Quá đỉnh luôn. Hả? Lấy cái bao qua em. Không mình lấy bao lấy đồ để lấy cá lên. Thì hả? Lấy cái cá này làm ấy thôi. Chả cá thôi. Còn Thái lấy cá gì là lên. Hay lấy một con cá lóc đi. Ừ. Với ấy con cá. Để cho nó không có cái phí để cho thằng Tinh hai ba con này. Lươn này. Ừ. Rồi được rồi. Thằng Tinh con cá này mình ăn. Con cá này mình ăn. Ừ. Không đừng lấy cá kia lấy cái cá này ạ. Không lấy cái nhỏ này phải không? Cái đỏ không? Không, cái có cái cá thân bơn. Cái con cá này không lấy không? Hả? Cá này không lấy hả? Lấy chia ra mấy nhà đó, mấy nhà cho mấy nhà họ ăn, mua nhà. Chúng ta đi làm nó gói được. Đó được à? Đó được thôi. Có khi vậy cho chồng hai thằng con. Mình ăn cả gì nó lấy đi.
Cá nhỏ nhỏ đó nó cá như con dĩa cơ. Cá này ngon không? Thật không à? Rồi lại mày có nói về khó 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 không không nghe. Chịu khó mặn ngon. Có sả ớt cũng không. Nghe nghe với anh. Mày có thôi rồi mày có. Thôi được rồi, tôi nhiều, nhiều lắm đây đâu. Cái cà phê còn cho ai nữa không? Không biết cái nhà kia cô ấy không? Có bên đó ăn bao nhiêu thì lấy là bao nhiêu rồi đây để cho chú có cho ai không cho thì lấy đi. Cho chú bớt giùm con mấy con cá này đi không hết được. Con nào? Mấy con cá nhỏ nè. Chứ khó ngặn đi. Không cái này bỏ trong ấy đi khó thỉnh thoảng khó mẹ không nghe được. Khó ngặn đi. Đó còn cái này mặn thì dục ở đây. Không biết cô có ấy không? Có mặn vậy cho. Bỏ đi. Làm luôn. Rồi. Giá này rồi. Thì chó thông tin về rồi với nhau ăn nha. Rồi kìa nó mua cá không kìa nó giờ nó mua cá. Rồi ok đấy của mình này đó cá này mà nó nổi mất chạy không có chảy món nhân hay để chú đợi đấy ạ. Cá này làm hấp còn cái này mày cho nguyên một bọc đây. Cho nguyên một bọc đây. Ừ. Con đây đây, em lấy cá này về chiên đi lại đi. Với hả? Hai con gà lóc. Mà lấy thằng kia nó đi làm nó lấy con. À, cái này ghép đã cái này mà câu được xíu này. Bỏ nó câu giờ quá trời luôn. Cái hồ mình nó câu thả cá rồi đúng không? Ừ. Đây tầm 4 kg 5 kg à. Đến. Ăn cá trong khi mình chiến nha. Trong khi chiên giòn cho nước mắm là ngon. Ừ. Rồi cá để hai con cô chiến. Nãy là. Thấy rồi. Ừ. Nha. Chú có lấy cá nhỏ không chú? Không, cái cá này thì cá này thì nhà đông người mới ăn. Hả? Canh chua hả? Cái này nhỏ hả chú? Rồi làm cho bộ cái. Nha. Cái này có phải nào? Cái này có thịt cơ ngoài tá này đó, cơ ngoài tá đó. Ừ. Ngoài tá hay làm thịt. Cơ ngoài tá không đắt lắm. Ừ. Để nhiều lắm. Làm rồi mình có cái máy xay ấy đúng không? Có. Bất tiêu thế tỷ gừng tỷ tỏi đâu này kia bỏ vô là cháy nhùi nạt hết rửa rồi cho thấy chứ. Hả? Làm con cá chẹp trước đây chỉ đi thôi bây giờ cái cá có to rồi bỏ nói mẹ lấy đâu bỏ. Quỳnh ơi. Lấy. Xuống đáy phu vậy đấy. Cái này đánh phải này. Hả? Đánh phải. Cái chẹp có lấy phép bộ nghỉ của lắm. Rồi cắt cái chất ở cái bò bắt bò của con lánh rửa cho thay chứ. Đứng rồi. Hả? Đổ bụng chứ. Hả? Đổ bụng để bụng chi? Con cắt đôi ra rồi nè. Cắt đôi để mất ruột đó hả? Ừ, bắt đầu lấy tay móc ruột cái chứ không cắt vậy nó nạt con cá thôi đó. Nó trứng đây. Để bộ lăn em. Trứng không bộ đi. Ừ. Đó, lấy cái... Trời ơi, lấy cái tố bỏ cái trứng. Móc trứng ra bỏ. Lấy cái tố... Ngọc của đây Quỳnh mà rồi. Bò trứng với bò ruột á, bò trứng với ruột đấy, chỉ có lấy chắc cái mê đã, cái mắt ra, chả ngon này, móc một phát từ trên nữa, lấy chưa đến, tay chưa đến, con ở đây phù vị trí này chỉ cần như kiểu này, vô trong nhà đi đừng ra nó nóng. Chị lấy bóc cái bóc cho chị bò ấy. Nếu bậy hết. Rồi lấy ba bốn con phải nó phí. Đó.
Trời ơi ngon này. Cái này mình nấu nước canh chua hay là nấu nước gì tắc? Theo cả bà cái này nên nấu cái gì thì ngon ạ? Canh chua. Hả? Canh chua. Canh chua hả? Chứ có cái gì mình cả. Bao nhiêu bác vô thôi, bác tao bỏ rửa cho sạch, bỏ vô cắt lát lát khoảng ngày một thôi để cứ bơ mà. Nhà ta mà một chừng này cũng đủ ăn nè. Cái đó cũng cái đó cái gì à? Mở cả này, hợp đại chứ. Ừ. Có cái lợn rợt có cái gì lấy nhá, chứ không phải bỏ đâu, không phải nó ngon như thế. Hả? Ừ, cái nó ngon như thế. Mình lấy cái mặt và vứt cái mặt trên đén á. Cái mặt á, rất ngụy. Con này biết. Cái mặt đấy. Cái mặt đấy nè. Cái mà trên đén là cái gì nè? Huyết của hắn đấy. Hả? Huyết đấy. À, rồi cái này là lách thế là gì đấy nè. Ừ. Cái đó ngon á. Cái mặt trên bộ xế. Cái đó bỏ cái đó phấn á, cái kiểu cái ruột. Đó, nó ăn rong ăn đều. Đó, làm sao chơi cái đó. Đó. Con cá kia thì hấp bầu rồi là hấp gì? Cá nó cá này hả? Ừ. Miến. Hấp miến hả? Hôm nay mà về mà làm cả nhà ăn một bần luôn. Món lành luôn. Này, từ trong khách này. Trứng cá bạc này. Kéo nó không cắt nổi được. Kéo này mới cắt được, kéo mới cắt được đó. Cái cá rô phí này mà chúng thả có hai tay lưới thần chỉnh chỉnh cơ cục thằng thằng ấy nó nặng luôn á. Gỡ ống nổi luôn. Có lẽ phải được cái chút kỹ hay. 6-7 ký á, 7-8 ký á. Ngắn thôi, mỏng mỏng thôi. Thì đó, thứ nhất là khó cho nó chín. Thứ hai này, ứng ăn lẩu thì nấu ăn lẩu mà ứng ăn lại thì lấy ra là ấy. Cái trộn đồ này kia nấu canh chua. Để bộ lấy cái bộ đính của nó. Cắt cái sướng ấy. Đó. Đó, cắt đi. Nó để ra, nó đây.
đúng không? Được rồi. Hả? Chất đối đá. Chất tứ đá. Chất tứ đá gì? Bình thường con nó có chất tứ mà. Gì? Chất đối ra đây được rồi. Nó. Đặt nắp xuống nghiệp không? Rồi cắt cái đuôi thôi. Bảo anh giáo chặt. Mất ngón mất lệnh. Cắt cái cửa đi. Cắt mà cái vai em không cả. Đưa thằng Yến đi, Yến đi. Chưa cắt vậy tí. Được. Được rồi. Còn có trong thì nếu mà chưa nữa thì em cắt đối nó này. Cắt đối có trong nó này. Một cắt đối cắt không để về lan vụt thì thầy lấy rõ cái khuấy lại. Cái này ướp rưỡi phương này, cái này ướp rưỡi này. Giờ giờ đi thì cắt chặt bộ bộ. Phải nào mau lại lấy là. Tôi để chia cái này bộ bộ xuống lại không cái này nữa chứ. Rửa đây nó, rửa. Rửa cái này rồi. Rửa rồi thì cắt ra đúng không? Rửa nó hơn mặt ngón. Rồi một lần bao nhiêu khó bao nhiêu là vậy? Ấy đi hút bỏ đồ lên nhiều. Giờ có đồ ăn em không? Mà không là cái cả mà cả nhỏ nữa thì quả đấy khỏi phải cháy đi. Khó một nồi. Khó một nồi vậy đi. Còn hai con cá đông phí thì làm sạch sẽ để bỏ đóng vừa nó chiên su á. Hai cái con cá này làm sạch này, hai con cá đông phí á. Để bữa nó chiên. Chiến nãy á. Còn cái cá này thì nếu chỉ làm nó khó một nôi. Khó là cắt là ớt tiêu này, ớt cay này, rồi là nghề đồ, là hành là nghề đồ này kìa. Khó cho mặn lên lắm. Thưa cả bạn nha. Hôm nay em xin khép video lại đây. Em chào các bạn. Em quay cho các bạn một đoạn video ngắn là cái thành quả một ngày hôm nay là thầy trò Minh Nguyễn đi làm là được những cái gì. Và về là xử lý thế nào. Nói chung là canh to thì mình cũng nói với cả rô phí với cả nhỏ được rất là nhiều. Mình cũng đi làm trải nghiệm cho nó vui thôi chứ còn về rồi mình cũng cho ba con lội trò hết. Thế mình cũng không có ăn, mình chỉ lấy ấy thôi, lấy mấy con mình ăn thôi. Thế là mình cho ba con lựa trò hết. Video của mình đến đây mình cũng xin khép lại. Minh Nguyễn xin mến chào ông ba cô chú anh chị. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại nội dung tiếp theo của Minh Nguyễn HD. Hẹn gặp quý ông ba cô chú anh chị ở video tiếp theo nha. Rồi xin chào.